khán giả của Việt Nam America TV trên băng tầng 57.3 và 16.10. Chào mừng quý vị đến với lại chương trình tin tức buổi tối của chúng tôi ngày hôm nay và thực hiện chương trình cùng với Mỹ Linh là chị Phương Thảo. Hello chị Hello Mỹ Linh và xin kính chào quý khán giả của miền Nam Bắc Cali cùng như quý khán giả đang theo dõi chương trình tin tức buổi tối của hệ thống băng tầng VNA TV và kính mời quý khán giả đến với bản tin vào ngày thứ tư ngày 21 tháng 10 với những tin chính về tin thế giới, tin Á Châu, tin Hoa Kỳ và Việt Nam và kính mời quý khán giả đến với bản tin thế giới cùng với Mỹ Linh. Thưa quý vị, tin thế giới đầu tiên nói về việc Liên hợp quốc miễn trừ trừng phạt chương trình viện trợ y tế cho Triều Tiên. Theo đó thì tổ chức bác sĩ không biên giới được phép vận chuyển các dụng cụ y tế cần thiết tới Triều Tiên gồm có khẩu trang y tế, quần áo bảo hộ, tấm che mặt phòng dịch. Tổ chức này cũng được phép cung cấp thực phẩm bổ sung cho Triều Tiên để giải quyết về vấn đề suy dinh dưỡng cũng như thực hiện chương trình bài trừ bệnh lao tại tỉnh phía Bắc Hamgyong việc miễn trừ sẽ có hiệu lực cho đến hết ngày 14 tháng 10 năm 2021. Do Triều Tiên thắt chặt các biện pháp kiểm soát biên giới để ngăn ngừa dịch COVID-19, dự kiến việc vận chuyển các mặt hàng viện trợ tới nước này sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong năm nay. Trong khi đó, thì Azerbaijan đã tuyên bố sẽ phá hủy 4 hệ thống phòng thủ S-300 của Armenia. Tổng thống của Azerbaijan là Ilham Aliyev cũng đã khẳng định Quân đội của nước này cũng đã giành được quyền kiểm soát một số khu vực ở Nagorno và Karabakh. Theo đó, thì một loạt các ngôi làng tại khu vực Fizuli, Gaprajil, Gozavan và Zagilan đã được giải phóng khỏi sự chiếm đóng của lực lượng Armenia. Trước đó vài ngày, thì Tổng thống Aliyev cũng đã cho biết, có khoảng 200 xe tăng và hai hệ thống phòng không S-300 của Armadian cũng đã bị phá hủy, và hơn 30 xe tăng đã bị tịch thu. Vào ngày 17 tháng 10, dưới sự trung gian của Nga, thì ngoại trưởng Armenia và Azerbaijan đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo mới, được áp dụng vào từ 3 giờ sáng ngày 18 tháng 10. Sau gần 3 tuần giao tranh giữa hai bên tại khu vực Nagorno và Karabakh, đây là lần thứ hai một thỏa thuận ngừng bắn đã được thiết lập giữa Armenia và Azerbaijan tại khu vực này. Mỹ và Nga tiến gần tới thỏa thuận gia hạn hiệp ước New START. Một quan chức chính phủ của Mỹ vào ngày 20 tháng 10 cho biết chính phủ và Nga đang tiến gần tới một thỏa thuận nhằm gia hạn hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới thêm một năm. Quan chức chính phủ cho biết cả hai bên đã rất gần với một thỏa thuận về phía Nga đã đồng ý việc đóng băng các đầu đạn hạt nhân. Quan chức này cũng lạc quan cho rằng hai nước sẽ đạt được một thỏa thuận trong vài ngày tới. Mỹ và Nga tuần trước vẫn còn bất đồng xung quanh đề xuất của Tổng thống Vladimir Putin nhằm gia hạn hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới thêm một năm được một cách vô điều kiện. Và hiệp ước này dự kiến sẽ hết hiệu lực vào tháng 2 của năm 2021. Tuy nhiên, là Bộ Ngoại giao của Nga trong ngày 20 tháng 10 cho biết Moscow sẽ đồng ý với yêu cầu của Mỹ đóng băng các đầu đạn hạt nhân thêm một năm nếu hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới được gia hạn. Các vấn đề hai bên cần cần phải giải quyết, bao gồm có định nghĩa về đầu đạn và xác minh các hoạt động đóng băng các đầu đạn. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao là Morgan Ortegas đã hoan nghênh hành động của Nga nhằm thúc đẩy tiến triển trong một vấn đề kiểm soát vũ khí hạt nhân và Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã rút quân khỏi nhiều điểm quan sát tại Syria. Quân đội của Thổ Nhĩ Kỳ đã cài đặt là 12 điểm quan sát trong và xung quanh của tỉnh Elip từ hơn một năm qua, trong chiến dịch để ngăn chặn khủng bố. Và điểm lớn nhất trong số này nằm tại thị trấn Muret tại vùng nông thôn phía bắc Hama, giáp với tỉnh Elip của Syria. Quân đội của Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã bắt đầu di tạm khỏi điểm Muret, Tuy nhiên, thì lực lượng này sẽ đóng quân tại các địa điểm mới trong lãnh thổ của Syria. Trước đó thì Nga và Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã đạt được một thỏa thuận về giám sát chung cũng như là một lệnh ngừng bắn tại Idlib và các khu vực xung quanh. Các cuộc đàm phán giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga có liên quan đến tình hình tại Syria vẫn đang tiếp tục. Trước đó thì Bộ trưởng Quốc phòng của Thổ Nhĩ Kỳ là Hulusi Akar cũng đã tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công quân sự tại Idlib nếu lệnh ngừng bắn bị vi phạm và cảnh báo sẽ không cường ngại thực hiện một hành động quân sự lớn hơn tại khu vực Idlib nếu như lệnh ngừng bắn không được tuân thuận người biểu tình thiêu rụi hai nhà thờ tại Chile. Hai nhà thờ đã bị thiêu rụi ở thủ đô Santiago sau khi hàng chục nghìn người xuống đường để biểu tình vào cuối tuần qua. Hàng chục nghìn người Chile tập trung ở quảng trường trung tâm Santiago vào ngày 18 tháng 10 để kỷ niệm một năm diễn ra cuộc biểu tình khiến hàng chục nghìn người chết và hàng nghìn người bị thương. Tuy nhiên, thì các cuộc tuần hành ôn hòa nhanh chóng biến thành bạo loạn và cướp bóc. Đám đông quá khích đã đeo khẩu trang và phóng hỏa đốt trụ sở cảnh sát cùng với hai nhà thờ ở Santiago khiến cho lửa bùng lên dữ dội. Trên thông địa phương đưa tin ban đầu, một nhà thờ gần với quảng trường maquidano đã bị phóng tờ đã bị phóng hỏa trước sự sao hò cổ vụ của những kẻ quá khích bịt mặt. Sau đó, thì nhà thờ thứ hai ở Santiago cũng bị đám đông xông vào cướp phá và bị thiệt hại nghiêm trọng do hỏa hoạn. Giới chức sau đó phải tạm thời đóng cửa 15 ga tàu điện ngầm do tình trạng bất ổn. Lực lượng cảnh sát cũng phải dùng vài rồng và hơi cay khi đụng độ với những người biểu tình quá khích. Cảnh sát ước tính cuộc biểu tình vào ngày 18 tháng 10 ở Santiago đã thu hút khoảng 25.000 người tham gia, ít hơn nhiều so với cuộc biểu tình hơn 2 năm 2019. Bộ trưởng nội vụ là Victor Beret vào tối cùng ngày đã ca ngợi các cuộc quần hành ôn hòa và lên án những hành động bạo loạn. Và tại Israel thì đã có một sắp một tập trận có quy mô lớn Quân đội của Iran đã dự kiến sẽ điều nhiều tổ hợp phòng không và máy bay quân sự để tham gia tập trận có quy mô lớn vào ngày mai. Cuộc tập trận phòng không có quy mô lớn đã được tổ chức từ ngày 22 tháng 10 nhằm để nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và hợp nhất về năng lực bảo vệ vùng trời của quân đội Iran khi nổ ra sự xung đột, theo như tướng Qadr rahim Zaden, là tư lệnh cuộc luận của phòng quân Iran cho biết tướng rahim zada đã cho biết rằng các khí tài tham gia về tập trận có tổ hợp tên lửa phòng không do iran tự sản xuất radar và hệ thống tác chiến điện tử hệ thống liên lạc với khả năng đối phó các mối đe dọa tại mọi độ cao cũng theo tướng Rahim Zadeh, thì lực lượng không quân của Iran sẽ được đóng một vai trò chủ chốt trong các hoạt động bảo vệ vùng trời của đất nước khi tham gia tập trận. Và họ sẽ sử dụng các loại máy bay đánh chặn, máy bay oanh tạc và máy bay không người lái để đảm nhận vai trò tấn công và phòng thủ. Vào ngày 17 tháng 10, thì Iran cũng đã tuyên bố về lệnh cấm vận vũ phí của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhằm vào nước này và không còn hiệu lực và họ có thể đã xuất khẩu vũ khí ra nước ngoài. Bộ trưởng Quốc phòng của Iran là Mohammad Amir Khatami đã nói, nước này sẽ bắn lường vũ khí lớn cho nhiều quốc gia, bao gồm có cả tên lửa và máy bay không người lái. Pháp tưởng niệm giáo viên bị chặt đầu, Tổng thống Pháp sẽ dự lễ tưởng niệm và truy tặng bắt đổ bội tinh cho thầy giáo dạy môn lịch sử Paddy tại một vùng ngoại ô ở Paris vào ngày hôm nay. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ cùng với khoảng 400 khách mời dự buổi lễ cùng gia đình của Samuel Paddy là người thầy giáo đã bị chặt đầu vào tuần trước và tại trường đại học Sabon của vùng ngoại ô Paris vào tối nay. Ông dự kiến truy tặng bắt đổ bội tinh, huy chương cao quý nhất của nước này cho Paydi tại buổi lễ. Và trước đó, thì Tổng thống Pháp cam kết sẽ gia tăng trấn áp chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan. Cảnh sát của Pháp đã thực hiện hàng chục cuộc truy quét, còn chính phủ ra lệnh đóng cửa một nhà thờ Hồi giáo trong 6 tháng, lên kế hoạch giải tán một nhóm ủng hộ phong trào Hamas của người Palestine. Tổng thống Macron nói trong chuyến thăm ngoại ô Paris vào ngày 20 tháng 10, người dân đang trông đợi chúng ta hành động, những hành động này sẽ được thúc đẩy Katie, 47 tuổi, bị sát hại vào ngày 16 tháng 10 ở bên ngoài trường trung học là Bois de Orleans, nơi ông làm việc ở Conflancent Horien của vùng ngoại ô cách trung tâm thủ đô Paris khoảng 30 km về phía tây bắc. Nghi phạm là Adula Enzovod, 18 tuổi là người gốc Czechia, đã bị cảnh sát tiêu diệt ngay sau đó. Và trong khi đó thì Pháp cũng đã đóng cửa nhà thờ Hồi giáo sau vụ người thầy giáo đã bị chặt đầu. Bộ Nội vụ của Pháp đã thông báo có một nhà thờ Hồi giáo tại Patin thuộc ngoại ô của Paris sẽ phải đóng cửa sau vụ giáo viên lịch sử là Samuel Pardy đã bị chặt đầu. Theo như kế hoạch, thì nhà thờ có khoảng là 1.500 tín đồ sẽ phải đóng cửa trong vòng 6 tháng từ tối ngày 21 tháng 10. Một nguồn tin dấu tên đã cho biết, vụ sát hại thầy giáo Pardy vào ngày 16 tháng 10, thì nhà thờ này đã đăng lên Facebook một video đã phản đối về việc thầy giáo đã cho học sinh xem tranh biếm họa về nhà tiên tri là Mohammed trong giờ giảng tự do về ngôn luận. Mohamed Haninche, là người đứng đầu của nhà thờ Pantin, đã giải thích rằng, ông đã chia sẻ đoạn video không phải để thể hiện sự đồng tình với làn sóng chỉ trích về bức tranh, mà do lo ngại là trẻ em Hồi giáo sẽ bị phân biệt đối xử trong lớp học. Bộ trưởng nội vụ của Pháp là Chero Darmanin đã tuyên bố, sẽ không có một phút trì hoãn nào trong việc giải quyết những kẻ thù của nền Cộng hòa. Trước đó, thì lực lượng cảnh sát cũng đã thực hiện một loạt các cuộc tri quét nhằm vào các mạng lưới Hồi giáo, chủ yếu là tại khu vực Paris. Giáo viên Pardy, 47 tuổi, là giáo viên lịch sử tại trường trung học Pois de Alun ở Conflanchon, Hanonien, thuộc vùng ngoại ô của phía tây bắc Paris, đã bị tấn công trên đường đi làm về. Và nghi phạm là Apulat Azorov, 18 tuổi, người gốc Chechnya, đã bị cảnh sát tiêu diệt ngay sau đó. Một bức ảnh chụp về thi thể của giáo viên party và tin nhắn nhận tội đã được tìm thấy trong điện thoại của Anzorov. Pakistan cởi trói cho TikTok Pakistan thông báo thu hồi lệnh cấm TikTok được ban hành vòng 10 ngày trước, sau khi ứng dụng này cam kết sẽ kiểm duyệt nội dung theo luật của địa phương. Cơ quan viễn thông Pakistan vào ngày 20 tháng 10 ra tuyên bố cho biết TikTok đang được mở khóa, sau khi có cam kết từ nhà điều hành ứng dụng rằng họ sẽ chặn tất cả các tài khoản liên tục phát tán nội dung tục tiểu và vi phạm đạo đức. Cơ quan này vào ngày 9 tháng 10 đã tuyên bố cấm TikTok vì cáo buộc lan truyền nội dung vô đạo đức và không đứng đắn. Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng, Hành động này thực chất có thể nhằm kiểm duyệt các video chỉ trích chính phủ Pakistan. TikTok, ứng dụng cho phép người dùng tải lên và chia sẻ các video ngắn đã được tải xuống khoảng 43 triệu lượt ở Pakistan. Và theo công ty nghiên cứu là Sensor Tower, Pakistan đang trở thành thị trường lớn thứ 12 của TikTok. Trước lệnh cấm TikTok, Pakistan từ lâu đã thực hiện kiểm soát nghiêm ngặt nội dung trên Internet. Giới chức nước này đã chặn YouTube từ năm 2012 cho đến năm 2016, sau khi một đoạn phim ngắn chống Hồi giáo được đăng trên nền tảng này. Phát ngôn viên của TikTok cho biết, chúng tôi rất vui khi thấy TikTok được hoạt động trở lại ở Pakistan và chúng tôi sẽ có thể tiếp tục tạo điều kiện truyền tải tiếng nói cùng sự sáng tạo của người Pakistan trong một môi trường an toàn. Trong khi đó thì Liên minh châu Âu đã yêu cầu Cyprus và Malta phải giải trình về hộ chiếu vàng. Liên minh của châu Âu đã bắt đồng hành động pháp lý với chương trình là hộ chiếu vàng của Cyprus và Malta vì lo ngại quyền công dân của khối sẽ bị suy yếu. Ủy ban của châu Âu đã gửi một thông báo cho Cyprus và Malta là hai quốc gia đã gia nhập Liên minh châu Âu vào năm 2004 để yêu cầu giải trình về chương trình hồ chiếu vàng và cảnh báo chương trình này đã làm tăng nguy cơ rửa tiền, trốn thuế và tham nhũng. Ủy ban châu Âu đã cho biết, tác động của chương trình hộ chiếu đầu tư không chỉ giới hạn tại các quốc gia thành viên điều hành mà còn là các quốc gia khác và toàn bộ liên minh châu Âu. Hộ chiếu của liên minh châu Âu đã được đánh giá cao vì đã mang đến cho người sở hữu quyền đi lại, sống và làm việc tự do tại 27 quốc gia của khối, quyền mà Ủy ban của châu Âu cho rằng phải được bảo vệ. Thông báo có đoạn Ủy ban của châu Âu cho rằng về việc truy cập quyền công dân liên minh châu Âu trong thời gian qua, các khoản đầu tư hoặc là thanh toán đã được xác định trước, mà không có bất kỳ một mối liên kết thực sự nào với quốc gia thành viên là đáng quan ngại và làm suy yếu bản chất của quyền công dân liên minh châu Âu. Hai nước Cyprus và Malta sẽ có hai tháng để phản hồi cho Ủy ban châu Âu trước khi các biện pháp mạnh tệ hơn sẽ được thực hiện. Và kính thưa quý khán giả đến đây thì xin mời quý vị vẫn giữ băng tầng 57.3 vào 16.10. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài phút quảng cáo để tiếp tục gửi đến cho quý vị những bản tin liên quan đến Á Châu.